iTunes Evolution 3. Ok, hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với Season Gameplay và cùng đến với game Ultraman Fighting Evolution 3. Chào các bạn đi. À, và đây là người đồng hành cùng Season Gameplay, một fan rất là cứng. Ok. Hôm nay mình sẽ làm một trận đấu của một bạn yêu cầu mình cái ý tưởng này, đấy là bạn Mobile Gam, bộ Mobile Gam Minh. Bạn yêu cầu mình làm cầm Ultraman Dina và tiêu diệt tất cả các Ultraman bóng tối, và mình sẽ ok luôn. Mình sẽ đi tiêu diệt các Ultraman bóng tối bằng cùng với Ultraman Dina ha. Để thì come on, đây là LV Dina, tí nữa mình nhập. Ok, mình sẽ tìm cầu LV Dina, Ultraman Dina. Các thực tật là mấy Ultraman bóng tối đâu, không có nhiều Ultraman bóng tối đâu. Ờ, ok, LV Tiga. Mình chào khán giả đi. Lúc em chưa thấy anh vào được cái mắt thành ở bên nào. Ok. Chết ở biến hình ạ. Sao mỗi biến hình ạ? Ok, đi ra trắng rồi. Đi ra này nhìn. Sẽ bắt được hồn tiên, mầm tiên anh bắt được hồn tiên của nó, anh ném lại nó. Bắt hồn tiên này, chà, bắt hồn tiên. Yeah, thấy chưa, ghê không? Em mới rồi, em... Yeah, ném lại, yeah. Thấy chưa, thấy ghê không? Em cũng chưa đón rồi. Yêu cái nào, đừng làm gì, đừng làm gì. Em thưa, ta muốn ăn ăn đồ ở nhà rồi. Muốn ăn, ăn đã đi từ rất lâu. Anh chưa có gì đây là anh xem. Đúng kìa đó, đúng kìa đó. À, hòa ghê rồi. Ghê đấy, em không biết chưa đấy. Em không biết chưa đấy. Em từ khi em mới chưa, em bắt hồng tì đằng trên này. Tì đằng, em bắt hồng tì đằng trên này. Em bắt hồng tì của nó lại. Không bắt được rồi, anh chết rồi. Anh chết được rồi. Wow, như vậy là bị, như vậy là bị LVT ga tiêu diệt. Cái khốn nạn. Ừ, không sao, mình sẽ đấu lại ha. Ở mình máy nhây quá, mình đã thua. Tại đúng mặt đấy, ngồi đây anh thua đấy. Ok, đấu hôm nay ha, mình sẽ tiêu diệt trong vòng 30 giây thôi. Ok, mình sẽ không để quá lâu. Hôm nay là mình thử chia thôi ạ. Cảm ơn biến hình đang chia đó. À, biến hình đi nha đó chứ. Mình có thể làm đi nha với Tiga. Các bạn xem video của Siêu Nguyên Play nếu thấy hay thì các bạn hãy cho Siêu Nguyên Play một like ha. Đừng quên chia sẻ video và đăng ký kênh Siêu Nguyên Play để ủng hộ. Ủng hộ mình là tiết video. Hụt kìa, hụt kìa, hụt kìa. Hụt
LVTGA đã mất rất là nhiều thời gian mới thu phục được LVTGA. Đầu mình nghĩ là chỉ mất 30 giây và ai giờ mất gần 2 phút rồi. Ok, giờ mình sẽ thu phục Vibina hạ. Fake Dina hay còn gọi là Fake Dina đấy. Đây là Dina nhái. Nhái, nó nhái mình, nó nhái mình. Đừng có nhái. Đừng có nhái. Sân sân nhái, đánh người là ok rồi. Đánh người rồi. Trời ơi. Đánh người như mày. Đừng có thằng. Thằng có chất lượng. Mày định làm gì? Định làm gì? Khi mà định bắt ta hỏi nó định bắt mình nữa là ôm mình. Ok, sao kết cục thì ôm mình. Ok, no. Anh bật kia rồi mà. Yeah. Mày. Ok, thế thì chúng ta nhìn rất là giống nhau rồi. Không thể nhìn ra được. Không thể nhìn ra được. Chị đồng công kìa. Oh man, chẳng rồi. Sáng đời, phân nhìn nạ. Yeah, mình có phản đòn. Yeah, phân nhìn nạ. Yeah. Vậy ông đợi lưu ông. Wow, rất là mạnh. Ok, biết thế nào. Chơi rồi mà cái này nó mới trên này. Dạ, quăng nó đi chỗ khác, quăng nó khỏi trái đất. Ok, win. Ok, và còn một LV cuối cùng nữa thôi. Đấy là LV 7. LV 7 là cương thi đấy. Đó là xác của LV 7 đấy. Mình sẽ đâu hỏi cái map. Come on. Map là bản đồ đấy. Biết chưa? Mà biết chưa? Hồi chất biết không ạ, là con chưa hình tâm gì đấy. Nick gì? Nick chơi game đăng ký. Nick của em là quái vật minh đồ to. Quái vật minh đồ to. Minh giống cái này không? Ok, come on. Wow, xe tăng ở bên dưới kìa. Xe tăng ở bên dưới. Xe rồi.
Ok, bây giờ mà bỏ rồi, mình ra nhìn giống, giống nào đấy. Giống nào, giống nào, giống nào, wow, ngã mặt, lúng đất. Lúng đất, lúng đất, lúng đất. Đúng như mình đánh là sao rồi. Quăng nó khỏi, quăng nó biến khỏi thành phố luôn, dạ, dạ. Không được, không được, nó nặng quá. Ngày ra thì quăng nó lên tít trận trận mặt trăng mà cho khỏi con này có đọc là sẵn đó. Không có đọc là chưa đầy hay đấy. Mới hầu chưa đầy hay đấy. Dạ. 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 Mày đẹp đấy. Mày đẹp. 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 Mày đi khỏi trái đất đi. Biến khỏi trái đất. Biến khỏi trái đất. Biến khỏi trái đất. Ok. Ờ, hết ưu trái mẹ bóng tối rồi. Đúng không? Hết ưu trái mẹ bóng tối đúng không? Ờ, giờ mình đấu với Akula ha. Xem mình bị của Akula. Đó, đấu với Akula. Có chiếu mốc giái. Chiếu mốc giái luôn, nói tục thế. Ai lại nói tục thế? Thằng này mạnh mẽ đấy, thật đấy. Tôi có ba, tôi có mắt ba chỉ chiêu được chưa? Tiếu xì. Tiếu xì ăn được bao nhiêu đi coi? Tiếu xì. Tiếu xì. Tiếu xì, chết rồi đấy. Chế độ khoe người ạ. 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 Ao yo. Hôm nay chuẩn chú bị luôn, bị thề luôn. Thề một điều như vậy. Chà. Mày mày. Định chuyển ra luôn. Định chuyển. Định chuyển ra luôn. Ok. Ok. Ồ, oh, không chết kìa. Bị sao vậy trời ơi. Bị sao vậy trời. Mày lỡ cái gì. Lỡ con lỡ. Ok. Wow, phát đấy. Yeah, như vậy là mình đã tiêu diệt hết các Ultraman và quên Ultraman và Akula hả? Ultraman bóng tối và thêm Akula nữa. Và thời lượng video đã dài, mình xin dừng cái video này tại đây. Một lần nữa cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video của Xuyên Gameplay.
các bạn có thể ủng hộ Siêu Nhân Game Play bằng cách like video, chia sẻ video và đăng ký kênh Siêu Nhân Game Play. Cảm ơn tất cả các bạn. Giờ thì chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo. Bye bye, bye bye, see you again.